Và nối tiếp với cái câu chuyện vỡ mộng vừa rồi, thưa quý vị, nếu điều đó xảy ra thì sao? Hãy cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Vân và sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Ngọc Châu, Nếu điều đó xảy ra. Xin mời! Sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lại buồn ra. Lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Yêu em mãi như mặt trời, với trái tim cháy yêu thương. Còn loài người chìm trong đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lại buốt giá. Lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Yêu em mãi như mặt trời, với trái tim.
tìm trái yêu đương.